Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai. Số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng là 0866 189 566. Em ship hàng toàn quốc, phí ship đồng giá là 30.000 đồng cho một đơn hàng. Cái giá em báo trong video là giá của từng loại mặt hàng, chưa bao gồm tiền phí ship các anh chị nhé. Và hôm nay nhà em cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng kg hàng tươi mới, rất là đẹp và giá thành thì rất là vừa phải để cho các anh chị có thể sưu tầm. Sau đây em cũng xin phép giới thiệu đến các mặt hàng nhãn tháng 4. Lô này cây rất là đều nhau luôn này các anh chị ơi. Đấy, nói chung là cây to và cây nhỡ nhá. Và nhãn tháng 4 em bán với giá là 80.000 đồng một lạng. Và cái size cây này thì một lạng nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 cho đến 4 cây thôi các anh chị nhá. Khoảng 5 lạng hoàng nhãn tháng 4 hàng cây giống để các anh chị vào vườn này. Đấy, rất là nhiều cây nó đang lên những cái rễ mới nữa. Thì cái hàng cây giống này em bán với giá là 65.000 đồng một lạng. Và nhãn tháng 4 hàng rừng thuần, đây là những cái chậu hàng rừng thuần. Cái lô này thì là em lấy cái thời điểm mà nó đang có nụ ấy, thì cho nên là cái giá nhập nó rất là cao. Bình thường em bán là 220, hôm nay còn một ít thôi em xả hàng lỗ vốn luôn các anh chị nhá. N10 như thế này đây. N10 là 110.000 đồng này, hai cây nó cũng khá là đẹp đúng không ạ. Đây là N8, giá em đang ở đây là 190, em xả hàng luôn N8 này với giá là 120.000. N14 có 3 cây như thế này, xả hàng luôn với giá là 130.000. N1 có 3 cây này. Đấy, 3 cây này xả hàng 150.000. N18 cũng có 3 cây, khá là đẹp như thế này, 160.000. Em còn 3 cái chậu trầm trắng này, 150.000 đồng một chậu nhé. Chậu 1 này, chậu 2, đấy, chậu 3. Chậu 3 thì nó có một cái thân này nó cao vút vụt luôn và rất là mập luôn này. Nói chung là chậu nào cũng nhiều thân hết. Trầm trắng ạ, 150.000 đồng một chậu. Chất Mỹ, hoa nó rất là thơm và đẹp. Ở đây các anh chị thấy chậu nào cũng nhiều thân và rất là đều nhau như thế này. 150.000 đồng một chậu chất Mỹ, lấy hai chậu em bao ship. Trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi. Một cái chậu này là chậu tác phẩm, ở trong cái chậu nan nhựa rồi, không phải là những cái chậu đen như thế này nữa rồi các anh chị nhé. Và một chậu này đang rất là nhiều mầm đẹp như thế này, 150.000 đồng một cái chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi, lấy hai chậu bao ship. Chuỗi ngọc hoa rất là đẹp, nở hoa Tết mùa xuân. Và một chậu chuỗi ngọc này đang có rất là nhiều mầm gốc này, 150.000 đồng một chậu chuỗi ngọc, lấy hai chậu em bao ship. Chuỗi ngọc hàng kg thì đang lên rất là nhiều mầm gốc đẹp khỏe như thế này nhé các anh chị ơi. Chuỗi ngọc hàng kg là 150.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Dáng hương tam bảo sắc, cái lô hôm nay cây nó rất là tươi nhé các anh chị ơi, tươi giói luôn á. Và rất là nhiều cây to. Để mà nói dáng hương tam bảo sắc thì cây to, phải nói là cái lô cây to rất là ít luôn. Cho nên là các anh chị thấy lô này cây to rất là nhiều luôn. Có cả cây nhỏ để cho các anh chị vào vườn làm giống và có cả cây to. Đây các anh chị thấy cây to này. Đấy. Tất cả nó đều là cái hàng cây lá xếp rất là đẹp mướt mát như thế này nhé các anh chị ơi. Cây nó to nhiều lắm. Anh chị lấy cây to thì cứ bảo em trong cái quá trình đặt hàng em sẽ nhặt cây to cho các anh chị nhé. Đây đẹp chưa? Lô hôm nay thì rất là nhiều cây to. Lô hôm nay là lô hàng chọn của nhà em đấy các anh chị ơi. Em bán với giá là 160.000 đồng một cân, dáng hương tam bảo sắc, hàng chọn, hàng đẹp mướt mát như thế này các anh chị nhé. Và rất là nhiều cây to luôn các anh chị này. Và có cả những cái cây to để cho các anh chị thích ghép làm tác phẩm luôn đấy các anh chị ơi, đẹp lắm này. 50.000 đồng một bó. Dáng hương tam bảo sắc thì hoa nó rất là thơm các anh chị ạ, thơm lắm. Và cái dòng này thì dễ chăm. Hoàng lạc hôm nay cập bến một lô, lâu lắm rồi cũng mới có đây các anh chị này. Lô hôm nay thì cũng rất là đẹp luôn. Có cả cái thân, có cả cái rễ nó nhỏ nhỉnh hơn một chút xíu này. Đấy, có cả những cái rễ nó nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này các anh chị nhá. Những cái rễ, những cái thân nó nhỏ nhỏ xinh xinh thì cái củ của nó cũng rất là mập luôn các anh chị ạ. Hoàng lạc 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Kiều vàng, ôi trời ơi, hôm nay thì phải nói là thân nó mập lắm các anh chị này. Kiều vàng hôm nay rất là mập và xanh mướt mượt luôn á. Cả thân cao, cả thân thấp đều rất là mập. Anh chị nào thích lấy thân thấp hay là thân cao trong cái quá trình đặt hàng thì các anh chị cứ báo em nhá. Này, có cả những cái thân nó lùn lùn như thế này. Kiều vàng em bán với giá là 190.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Về bổ sung một cái lô quế tím, hôm nay rất là đẹp luôn và rất là nhiều cây lá to, bản lá to và đa số đều là những cái cây lá xếp cực kỳ là đẹp này. Quế tím hoa cũng thơm và hàng này thì nói chung là hoa đẹp lắm, có cả cây nhỏ, có cả cây to các anh chị nhé. Đấy, quế tím em bán với giá là 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Cái giá này rất là rẻ chứ quế tím bây giờ trên thị trường cũng phải rơi vào 178, mà kể cả nhà em có những cái lô hàng vẫn phải bán 180. Nhưng lô này em nhập được rẻ hơn này.
150.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó quế tím. Sóc Lào, mặt hoa của nó cực kỳ là đẹp luôn. Cái vòi hoa của nó thì rất là xuất sắc anh chị nhé. Sóc Lào, hàng tươi giói như thế này ạ. Em bán với giá là 150.000 đồng một cân sóc Lào và 50.000 đồng một bó các anh chị ơi. Đấy, tầm này các anh chị lấy những cái cây nó tầm tầm như thế này rất là hợp lý luôn. Để mình có thể ghép 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó sóc Lào. Em có hai phần dáng hương đuôi chồn. Dáng hương đuôi chồn, các anh chị cũng biết rồi, vòi hoa nó rất là dài, đẹp và thời gian nở hoa cũng khá là bền. Đây, phần số 1 có 1 cây này, 2 cây này, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Cây số 5 này thì là cây đôi các anh chị nhé. 5 cây này, 5 cây nó to một chút xíu cho nên là chỉ có 5 cây thôi, 100.000 đồng. Phần số 2 thì cũng là 100.000 đồng nhưng mà cái cây nó nhỏ hơn chút xíu. Đấy, cho nên là vẫn nhưng mà nó được nhiều cây hơn, 1 cây này, 2 cây này, 3 cây, 4 cây, cây số 4 này cũng là cây đôi luôn này, 5 cây, 6 cây, 7 cây, đấy, 8 cây, phần số 2 được 8 cây, cũng là 100.000. Kiều vuông cánh trắng, hôm nay thì em có vài phần. Và kiều vuông cánh trắng em ký hiệu là K nhé, K1 đây ạ, K1 là một dề 65.000 đồng, chiều cao của nó rơi vào một găng tay hơn một chút xíu. K2 cũng là một dề, dề này thì phải nói là thân nó rất là mập luôn này các anh chị này, thân nó mập lắm, đây này, cả thân già cả thân tơ nó đều mập hết, đấy, K2 90.000 đồng. Kiều vuông cánh trắng K3 nó có 2 dề như thế này, đấy, thân nó cao, 2 dề này thì thân nó cao, 1, 2, 2 găng rưỡi, tầm khoảng 2 găng rưỡi các anh chị nhé. K3 2 dề này cũng 90.000 đồng. K4 là một phần có 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề. 4 dề này 60.000 đồng. Cho đó 4 dề này thì nói chung có một cái dề thì cái lá của nó bị lỗi từ rừng rồi các anh chị nhé, chẳng ảnh hưởng gì đâu. Về các anh chị chăm sóc thì nó vẫn ok thôi. K5 cũng là 60.000 đồng, nó có 1 dề này, 2 dề, 60.000 đồng. K6 này có một cái dề này nó đang lên mầm gốc này. Nói chung là nó chỉ có cái mầm gốc này thôi. K6 này em bán với giá là 30.000 đồng. Kiều mỡ gà nguyên bản thì em có 5 khúc hàng nguyên bản về, các anh chị chỉ việc chăm sóc thôi và nó vẫn có những cái thân tơ và vẫn có những cái mầm và những cái mắt nó đang sưng lên như thế này. Kiều mỡ gà nguyên bản số 1 này em bán với giá là 150.000 đồng. Kiều mỡ gà nguyên bản số 2 rất là đẹp này các anh chị nhé, thân nó thì chỉ tầm một găng tay thôi nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Đây các anh chị thấy này, treo lên cực đẹp như thế này, 150.000 đồng số 2. Kiều nguyên bản, kiều mỡ gà nguyên bản số 3 80.000 đồng. Kiều mỡ gà nguyên bản số 4 thì cái này thì em thanh lý với giá là 70.000 đồng các anh chị nhé. Cơ kỳ một dòng lan, hoa nó rất là thơm. Đó là cái dòng lai giữa hoàng nhạn và cửu bảo tiên. Cây thì nó giống hoàng nhạn thế nhưng mặt hoa của nó sẽ là hoa của cửu bảo tiên và rất là thơm các anh chị ạ. Cô kia em bán với giá là 150.000 đồng một chậu, rất là đẹp, cây nó to nhé các anh chị. Lấy hai chậu em bao ship. Em có một cái chậu cô kia, cái này nó bị lỗi lá này. Chậu này bị lỗi lá em thanh lý với giá 100.000 đồng luôn này. Đơn cam hàng nguyên bản. Riêng cái đơn cam các anh chị lấy những cái hàng nguyên bản này về thì phải nói là quá là ok luôn. Là kiểu gì hàng cũng sẽ sống. Tại vì sao? Cái hàng này thì cái khúc gỗ này nó đã nuôi sống nó rồi. Nên là các anh chị yên tâm là mình về mình chỉ việc chăm sóc thôi, rất là nhàn nhã. Đơn cam nguyên bản em bán từ 50.000 cho đến là 80.000 đồng một khúc nhé. Hàng này thì nó đang lên mầm gốc rất là khỏe như thế này. Và thậm chí là nó còn đang bắn rễ mới ra như thế này rồi đây các anh chị nhé. Đấy. Em còn một ít đơn cam cái hàng kg như thế này, xả hàng với giá 30.000 đồng một lạng. Và trước khi mà gửi hàng cho các anh chị là em sẽ cắt tỉa rễ rất là gọn gàng cho các anh chị chứ không phải để dài ngoằng như thế này đâu nhé. Nên là anh chị yên tâm để cho các anh chị vào vườn làm giống thôi ạ. Trầm bờ lu, hoa rất là thơm, đẹp và sai hoa. Đây cũng là một dòng trầm VIP. Hiện tại nó đang lên cực kỳ là nhiều mầm gốc như thế này. Em bán với giá 100.000 đồng một chậu trầm bờ lu. Lấy 3 chậu em bao ship. Còn đây là những cái chậu đen rô lá biên. Hoa của nó cũng là biên màu vàng, cánh biên trắng, rất là thơm và đẹp. Đen rô lá biên 150.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu em bao ship.
Và đây là đen rô úc mắt đen. Một cái chậu này nó rất là nhiều mầm, nhiều thân như thế này. Nó phải mười mấy thân nhá các anh chị nhá. Đấy, không phải ít đâu ạ. Đồng thời cả kỳ nữa. Những cái chậu mà mười mấy thân như thế này trên thị trường đang bán là 250 ấy. Em bán với chỉ có 170.000 một chậu thôi. Và lấy hai chậu em vẫn bao ship nhá. Còn đây là thanh đạm Indo, cũng chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Cuối năm là đến cái mùa hoa của nó, cho nên là thời điểm này em đang bán rất là rẻ, chỉ có 280 một chậu thôi. Một cái chậu này rất là nhiều thân, thậm chí nó đang lên thêm những mầm gốc mới nữa đây các anh chị nhé. Thanh đạm Indo hoa nó thơm, vòi hoa dài và rất là sai hoa. 280 một chậu, lấy hai chậu em bao ship ạ. Giả hạc Pháp một chậu này cực kỳ là nhiều mầm, nhiều thân như thế này, em bán với giá là 130.000 đồng một chậu. Và các anh chị lấy hai chậu em bao ship. Còn đây là dendro vàng kim cương, hay còn gọi là dendro vàng mắt đen. Một cái chậu này cũng có rất là nhiều thân, và thậm chí nó đang lên thêm những cái mầm gốc mới và những cái kim mới nữa. Em bán với giá là 230.000 đồng một chậu. Thế tuy nhiên trong ngày hôm nay em chỉ bán với giá là 200.000 đồng một chậu thôi nhé. 200.000 đồng một chậu dendro vàng kim cương, lấy hai chậu em bao ship. Hạc vĩ thiên cung lữ bố, một cái chậu này rất là nhiều mầm, nhiều thân lên, đẹp mướt mát như thế này nhé các anh chị ơi. Cái dòng này thì hoa nó màu hồng đậm rất là đẹp luôn. Đấy, hạc vĩ thiên cung lữ bố em bán với giá 150.000 đồng một chậu, lấy hai chậu em bao ship. Trúc Phật Bà hàng đã thuần rất là đẹp mướt mát như thế này, em bán 160.000 đồng một chậu và lấy hai chậu em bao ship. Chậu nào thân nó cao thì nó sẽ ít thân hơn, chậu nào nó thấp hơn thì nó sẽ nhiều mầm hơn các anh chị nhé. Những cái khúc hoàng thảo vạch đỏ hàng nguyên bản như thế này, giờ em còn những cái khúc nữa thì em sẽ bán size tầm khoảng 40.000 cho đến là 80.000 đồng một khúc các anh chị nhé. Khúc 80.000 thì nó sẽ to và nó nhiều thân. Em có một cái khúc hàng này, hàng ghép lẫn cả đuôi chồn và đuôi sóc này. Đấy, cái khúc này 170.000 anh chị nhé. Cây đuôi chồn rất là to luôn này, chồn sóc. Hôm nay thì em sẽ xả hàng vũ nữ nhé. Vũ nữ ngọc nữ thì bình thường em bán 130, hôm nay xả hàng là còn 90.000 thôi. Hoa nó thơm các anh chị ơi. Đấy, một chậu này cũng rất là nhiều mầm, nhiều thân lên như thế. Còn đây là vũ nữ cam lửa cũng vậy ạ. Bình thường 130, hôm nay là 90.000 nhá. Vũ nữ sô cô la đang có ngồng hoa, một số thì nó đã nở hoa rồi, một số đang có nụ to như thế này. Bình thường em bán 150.000, hôm nay em chỉ bán 130.000 thôi này. Giá siêu rẻ. Còn đây là vũ nữ nhện xanh. Vũ nữ nhện xanh thì còn 4 chậu thôi các anh chị nhá. Nó cũng rất là nhiều thân, 100 bình thường là 150.000, hôm nay em xả bằng hàng là 130.000. Nữ hoàng hậu hoa xanh thì em có hai cái chậu hàng Thái này, thân nó cũng rất là mập và nhiều thân này. Đang lên thêm những cái mầm gốc mới nữa rồi nhá. Thì bình thường là cũng 150.000, hôm nay em xả hàng luôn còn 110.000 đồng này. Vũ nữ hoàng hậu một chậu nhá, 110.000 đồng một chậu. Còn vũ nữ hoàng hậu hoa xanh, cái hàng của Việt Nam là trồng bằng vỏ thông hoặc là giớn nhá các anh chị ơi. Đấy, một chậu cũng nhiều thân như thế này. Giá cũng là 160, hôm nay cũng xả hàng luôn, chỉ còn 110.000 đồng một chậu thôi. Đây có một cái chậu vũ nữ nhện xanh, nó nở hoa này, bông nó rất là to này các anh chị này. Lụa vàng đang lên rất là nhiều mầm gốc đẹp như thế này nhé, 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Đó là các loại lan hôm nay nhà em có, em xin kết thúc video tại đây và em chào các anh chị ạ. Hải yến, lá xếp, lô hôm nay thì nói chung là có những cái cây, nói chung là đa số là những cái cây nó nhỡ nhỡ và cây to. Cây to thì nó sẽ tầm này và cây nhỡ nhỡ các anh chị nhé. Đây là mặt hoa thực tế của Hải Yến đây ạ. Hoa nó rất là đẹp luôn. Em bán với giá 150.000 đồng một cân Hải Yến, 50.000 đồng một bó. Nói chung là lô Hải Yến hôm nay rất là đẹp các anh chị ạ. Có những cái lô về nó bé tí thôi, nhưng mà hôm nay nó rất là đẹp luôn. Em còn vài cái chậu kiếm phan trí, hàng bảo hành chuẩn hoa cho các anh chị luôn. Lô này thì về đến nhà em là hầu như là nó đang hoa hết đấy các anh chị. Nhưng mà bây giờ nó tàn hoa rồi. Kiếm phan trí này em bán với giá là 450.000 đồng một chậu các anh chị nhé. Có những cái chậu thì nó vẫn còn chậu nguyên như thế này. Đấy. Và thôi, những cái chậu mà nó đã bị vỡ chậu, nhưng mà em sẽ cho vào cái chậu nan nhựa này cho các anh chị này. Không ảnh hưởng gì cả đâu các anh chị nhé. 450.000 đồng một chậu. Và duy nhất hôm nay lấy một chậu em cũng sẽ bao ship. Địa lan luân, phải nói là cây nó rất là khỏe luôn. Tại vì sao ạ? Những cái củ này này, nó khỏe lắm. Và rất là dễ chăm, đây em để đây thôi mà nó còn lên mầm gốc ầm ầm như thế này này các anh chị nhé. Địa lan luân thì nó sẽ có 4 màu, nó chỉ có ở vùng Tây Nguyên thôi các anh chị ạ. Sẽ có 4 màu, tuy nhiên là em sẽ không chọn được màu đâu, em còn một ít như thế này. 150.000 đồng một cân địa lan luân. Các anh chị lấy bao nhiêu củ em sẽ cân lên và tính tiền 15.000 đồng một lạng. Mỹ dung dạ hương thì em cũng chỉ còn một ít thôi. Em thanh lý xả hàng luôn với giá 150.000 đồng một cân Mỹ dung dạ hương, hoa rất là thơm, 50.000 đồng một bó. Lan Hải Âu, cây lá xếp rất là đẹp này.
xả hàng luôn, 120.000 đồng một cân hải âu, 50.000 đồng một bó. Trầm tím rừng thuần thì em sẽ có hai chậu. Một cái chậu này đã thuần rất là lâu năm rồi này các anh chị này. Thần này, chậu này trần từ lúc mà nó có 1-2 kg thôi. Cho nên là bây giờ nó lên xung xuê như thế này thì nó cũng sẽ rẻ hơn một chút xíu này. 250.000 đồng bao ship trầm tím số 1, trầm tím rừng số 1. Trầm tím rừng số 2, nó là trầm tím rừng Lào, là em vừa mới ghép thôi các anh chị nhá. Cái này là em ghép nguyên một dề trầm tím rừng Lào luôn. Cái dề này thì lúc bán lẻ mà chưa ghép thì nó vẫn là 680.000, và kể cả ghép rồi thì em vẫn bán 680.000, đang lên rất là nhiều mầm gốc và nó rất là khỏe. Đây là hàng rừng Lào các anh chị này. Thân nó rất là mập và khỏe luôn. Đấy, rễ mới nó đang bắn ra rồi đây các anh chị nha. Đấy. Đây này, các anh chị nhìn thấy này, rễ mới đang bắn ra rồi này. Đó. Rất là khỏe và rất là đẹp như thế này. Trầm tím rừng Lào thì nói chung là hoa nó rất là thơm các anh chị nhé. Nó đắt một chút xíu thôi nhưng mà phải nói là cái độ hiếm của nó thì cũng rất là đáng luôn. Và trầm tím số 2 này là em bán 680.000. Long tu xuân nở hoa Tết mùa xuân, và thời điểm này các anh chị lấy long tu xuân hàng kg gửi đi nó rất là an toàn, bởi cái mầm gốc nó đang bé bé xinh xinh như thế này thì vận chuyển đi nó không sợ bị làm sao các anh chị nhé. Chứ còn long tu xuân mà một khi mà thời gian nữa thôi nó lên cao, cái mầm nó lên cao, cái lá của nó to ấy, vận chuyển là cái lá nó dễ bị thối lây sang thân các anh chị ạ. Nên là các anh chị cứ lấy long tu xuân cái thời điểm này đi, nó rất là hợp lý. Và em bán long tu xuân này với giá 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Chớp bịp là cái dòng đột biến của đen rô nắng. Hiện tại chớp bịp thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 2 găng rưỡi đổ lại các anh chị nhé. À, 1 găng rưỡi đổ lại, em xin lỗi. Nó rơi vào 1 găng rưỡi đổ lại, và trong một chậu này cũng sẽ có nhiều thân như thế này rất là đẹp. Thậm chí là nó chậu nào nó cũng đang lên thêm những cái mầm gốc mới nữa. Và trong một chậu thì nó cũng sẽ có những cái thân nó đã thắt ngọn để chuẩn bị cho hoa. Đây, những cái thân thắt ngọn này là tới này các anh chị sẽ được ngắm hoa này. Và những cái thân nó đang đi ngọn nữa. Chớp bịp hoa rất là đẹp và thơm các anh chị ạ. Em bán với giá là 230.000 đồng một chậu chớp bịp. Các anh chị lấy hai chậu em bao ship nhé. Kiều dệt hàng thuần lâu năm rồi, và hiện tại thời điểm này nó cũng đang lên thêm rất là nhiều những cái mầm gốc mới nữa. Tới này thì cái chậu này nó còn sum suê hơn nữa cơ các anh chị ạ. Kiều dệt cái chậu này em bán với giá là 750.000 đồng em bao ship. Đai châu rừng bóc trụ em bán với giá là 200.000 đồng một cân. Và các anh chị có thể lấy theo số lượng cây, cân lên bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu. Thế thì anh chị cũng có thể lấy theo bó 50.000 nhá. Đấy, 200.000 đồng một cân, nó rất là rẻ. Tùy cây to cây nhỏ thì số lượng cây nó cũng sẽ khác nhau. Em cũng có cả đai châu bóc rừng nữa. Đợi vừa xong nó là đai châu bóc trụ, là những cái cây là bóc từ trong trụ nhà vườn nuôi lớn và bóc từ trong trụ ra. Còn đây là người dân người ta khai thác trực tiếp từ rừng. Và đai châu rừng này thì em cũng sẽ làm theo mã các anh chị nhá. Đầu tiên là mã C30, có 4 cây này 90.000. Đấy, 1, 2, 3, 4 cây này 90.000. C32 có 7 cây. 7 cây cũng rất là đều nhau như thế này. Đấy. Và nói chung cái lô đai châu rừng hôm nay rất là đẹp này. Lá căng bóng như thế này. Lá dày, nhiều cây lá dày, lá mít nữa. Đấy. 100.000 đồng C32, 7 cây. C31 có 3 cây như thế này là 120.000 đồng. Đấy, C31 trong đó có một cái cây này nó là lá mít và lá rất là dày luôn này các anh chị này, đẹp này. C38 thì có 8 cây, 100.000 đồng. C29 có 5 cây như thế này, 100.000 đồng. C34 có 1 cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây này 100.000. Tiếp đến là C. Đấy, C34 100.000. Đây là C40 này. C40 có rất là nhiều cây nhỏ như thế này, 100.000 đồng. C36 thì cũng có rất là nhiều cây. Đấy, 100.000 đồng. C35 có 15 cây, 100.000 đồng. Nói chung là cái lô đai châu bóc rừng hôm nay nó rất là chất lượng, nhiều cây bản lá dày là mít các anh chị nhé. Hoàng phi hạc hàng rừng, hiện tại thời điểm này nó đang lên mầm gốc nhé các anh chị ơi. Lá thì nó rụng rồi, thế tuy nhiên nó vẫn có thân tơ, kể cả thân tơ nó cũng rụng lá rồi các anh chị ơi. Hoàng phi hạc hàng rừng em bán xả với giá là 70.000 đồng một cân. Các anh chị cũng biết rồi, hoa nó thì cũng rất là thơm các anh chị nhé. Hài giáp 10.000 đồng một lạng.
Hạc đỉnh hồng em còn một ít, chỗ này 50.000 đồng tất cả. Hạc đỉnh vàng 120.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Kén lai châu hàng em kia em còn vài chậu, 2, 4, còn 7 chậu như thế này nhá. Chậu nào mà thân nó cao hơn một chút xíu thì nó sẽ ít thân hơn, chậu nào thấp thì nó sẽ nhiều thân hơn, nhiều mầm hơn. Em bán với giá là 250.000 đồng một chậu và không bao ship. Còn nếu các anh chị mà muốn lấy một chậu bao ship thì sẽ là 270.000 đồng một chậu bao ship, bảo hành chuẩn hoa. Hai giác kỳ thì bình thường em bán là 30.000 đồng một cây, bây giờ còn một ít em xả hàng, tất cả chỗ này là 7 cây 50.000, quá là rẻ. Hai giác kỳ này hoa cũng thơm nhé các anh chị ơi. Còn 3 cây hài Vân Bắc này, ở Vân Bắc số 1 đây ạ, 90.000. Vân Bắc số 2 cũng 90.000. Vân Bắc số 3, cây nó to hơn và nó là cây đôi luôn, 110.000. Hibiki 100.000 đồng một chậu, đây là cái giá xả đấy các anh chị nhá. Đấy, giá cũ của em là 200.000 đấy. Bây giờ những cái mầm gốc nó đang lên này, đấy, các anh chị thấy không? Đây là cái dòng mà hoa quanh năm và ưa nắng tốt các anh chị nhá. Em còn 3 cái chậu hoàng thảo đùi gà tròn hàng thuần như thế này, đang rất là nhiều mầm gốc đẹp này. Số 1 170.000 đồng. Đùi gà số 2 170.000 đồng. Đùi gà số 3 xả hàng luôn chỉ còn 140.000. Đen rô trắng tuyền, hoa nó trắng tinh. Một cái chậu đen rô này rất là nhiều thân, thân nó cao, mập và rất là đẹp, mướt mát luôn nhé. 300.000 đồng một chậu, bao ship từ một chậu. 5 cánh trắng hạng hồng. Cái loại này em có 2 lô, một cái lô 5 cánh trắng hạng hồng, nó nhiều thân từ 6 cho đến 9 thân và rất là cao, đẹp như thế này. Em bán với giá là 170.000 đồng một chậu, lấy 2 chậu bao ship. Em còn một cái lô 5 cánh trắng hạng hồng mà nó thấp hơn một chút xíu và số lượng thân thì nó cũng ít hơn, nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 3 cho đến 5 thân thôi. Đấy, thế tuy nhiên là bây giờ em còn những cái chậu nó tầm khoảng 4 đến 5 thân anh chị nhá. Thì em bán với giá là 120.000 đồng một chậu. Đấy. 5 cánh trắng hạng hồng hoa nó rất là thơm và đẹp ạ. Combo 3 cái chậu hỏa hoàng cam này xả hàng thanh lý lỗ vốn luôn. Giá cũ của em là một chậu như thế này sẽ là 100.000 này đúng không ạ? Bây giờ em thanh lý cả 3 chậu này là 100.000, tính ra mỗi chậu chỉ có 30 đến 50.000 thôi. Còn 3 chậu kiều tím yên tử hàng chuẩn hoa, hiện tại thì mầm gốc nó cũng đang bắt đầu nhú lên thêm nữa này các anh chị nhá. Em bán với giá là xả hàng nhá, còn 3 chậu thì em bán xả hàng luôn 130.000 đồng một chậu. Kiều vàng thái cũng còn 2 chậu như thế này, đây nó đang lên thêm những cái mầm gốc đây các anh chị này. Kiều vàng thái thì em bán với giá là 140.000 đồng một chậu. Kiều vuông lộc bắc, một cái chậu này rất là nhiều thân, rất là đáng sưu tầm luôn này các anh chị ơi. Hàng siêu rẻ và siêu đẹp rồi, chậu nhiều thân như thế này bình thường cũng phải hơn 200.000 này. Bây giờ chậu nhiều thân như thế này em chỉ bán với giá là có 150.000 một chậu thôi nhé. Chậu nào cũng nhiều thân này, chậu này thân nó ít thân hơn một chút xíu nhưng nó rất là mập luôn này. Đấy, 150.000 đồng một chậu kiều lộc bắc hoa nở tép. Và vẫn sẽ có những cái thân mà nó đã trưởng thành như thế này rồi. Đây này, mắt nó đang sưng lên nữa này. Tới này là các anh chị sẽ được ngắm hoa những cái thân đó. Giả hạc hoa hồng đỏ, một cái chậu này rất là nhiều mầm, nhiều thân lên như thế này, cực kỳ là nhiều luôn, 150.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu em bao ship hoa nở tết. Còn đây là giả hạc Hawaii trắng, cũng vậy, một chậu cực kỳ là nhiều thân, cao, mập, đẹp, 150.000 đồng một chậu. Lấy 2 chậu em bao ship ạ. Hoàng thảo vạch đỏ rất là đẹp, 250.000 đồng một cân, và lấy 2 cân em bao ship. Và 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Phi điệp mít, có vài chậu phi điệp mít này, 70.000 đồng một chậu. Em có một cái chậu phi điệp DH, nhưng mà em không biết là DH77 hay là DH89 hay là DH gì. Thế tuy nhiên là chậu này đang có rất là nhiều mầm này. Cho dù là DH gì thì mặt hoa nó đều đẹp và đều thơm đúng không các anh chị? Đấy, chậu này em bán với giá là 60.000. Kiều tím Thanh Hóa, hàng bảo hành chuẩn Thanh Hóa cho các anh chị luôn. Và hiện tại thời điểm này đây, đấy, các anh chị thấy này, rễ mới nó đang bắn ra này, mầm gốc mới nó đang lên ở cái rễ này rồi nhé. Kiều tím Thanh Hóa số 1, kiều tím Thanh Hóa số 1 như thế này, rất là đẹp này, đang lên thêm mầm gốc và rễ rồi. Em bán với giá là 550.000 đồng. Kiều tím Thanh Hóa số 2 là 300.000 đồng. Đây ạ. Đấy. Và hoa của nó là hoa nó cũng tím đậm nhé các anh chị nhé. Còn đây là kiều tím miền Trung thì em xả hàng 250.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Kiều tím miền Trung thì ở đây các anh chị thấy bây giờ nó cũng đang lên thêm những cái mầm gốc này. Đấy, về các anh chị làm giống. Thế tuy nhiên là bây giờ mà để mà nhặt theo bó thì nó cũng hơi khó, cho nên là em sẽ nhặt. Ví dụ các anh chị lấy theo bó 50.000, em sẽ nhặt theo những cái rề nó có thể là hơn kém nhau một chút xíu, hơn kém 50.000 một chút xíu các anh chị nhé.
Ngọc thạch 3 màu xả hàng 100.000 đồng một cân, giá cũ là 150.000 ạ, 50.000 đồng một bó, hoa nó cũng rất là đẹp. Hạc Vĩ Bắc, hàng này thì cực kỳ là dễ chăm, vứt đâu cũng sống luôn. Hoa cực kỳ là sai hoa như cái rèm cửa ấy các anh chị ạ. Em bán xả hàng 160.000 đồng một cân Hạc Vĩ Bắc, 50.000 đồng một bó. Em còn 3 cái chậu 5 cánh trắng mũi hồng bảo hành chuẩn hoa. Cái lô này về đến nhà em là nó đang nụ đang hoa luôn đó các anh chị. Bây giờ nó đang lên mầm gốc và lên cả kỳ này. Giá cũ là 160.000 một chậu, hôm nay em xả hàng chỉ còn 100.000 đồng một chậu thôi. Trúc đen, hoa nó rất là thơm, thơm như kiểu kim điệp thơm ấy các anh chị ạ. Trúc đen thì đặc điểm của nó là thân nó đen đen như này, không phải nó khô đâu nhá. Và tất cả nó đều đang lên những cái mầm gốc mới rồi đây các anh chị này. Đấy, rễ mới, mầm gốc mới này. Trúc đen số 1. Số 1 này giá cũ của em thì là 170.000, hôm nay em xả hàng chỉ còn là 90.000, 90.000 nhá. Đây mầm gốc mới nó đang lên rất là nhiều, đồng thời lên cả rễ mới rồi đấy ạ. Trúc đen số 2 giá cũ là 150.000 này. Thì hôm nay em xả hàng chỉ còn 70.000 thôi. Nó cũng đang lên mầm gốc và rễ mới rồi nhá. Rất là đẹp, hoa nó thơm lắm. Trầm biên đang lên những cái mầm gốc mới như thế này, rất là đẹp, 50.000 đồng một chậu trầm biên. Cái loại trầm biên này hoa cũng thơm, cánh hoa nó đều, bầu đều và rất là đẹp luôn đó các anh chị nhá, hoa cũng thơm lắm. Bà liễu xưa, hôm nay còn một ít thôi xả hàng luôn. Với bình thường em bán là 50.000 đúng không ạ? Hôm nay xả hàng bà liễu xưa với giá là 40.000 đồng một chậu. Đa số thì bây giờ hầu như chậu nào cũng đang lên thêm những cái mầm gốc mới nữa rồi các anh chị nhé. Các anh chị cũng biết rồi, bà liễu xưa nó rất là nổi tiếng. Bởi vì sao ạ? Hoa nó thơm và mặt hoa nó đẹp.